À, kính bạch sư cho con hỏi giờ dịch bệnh càng tăng công ty con bị dừng sản xuất và có nguy cơ phá sản à, mong sư cho con xin lời khuyên để con gửi cho sếp có tinh thần vượt qua giai đoạn này à, khi quý vị thử nghĩ cái trong cái trường hợp mà quý vị đặt cái vấn đề này đối với đức thế tôn thì ngài sẽ nói như thế nào trong những cái bài kinh những cái trường hợp tương tự như vậy ngài sẽ nói như thế nào Hả? ví dụ như ngài nói đó do chúng ta còn có cái sự bám chấp nếu kéo ham muốn cho nên ấy còn đau khổ. Khi nào mà chúng ta không còn cái sự bám chấp, níu kéo, ham muốn, thì mình chúng ta sẽ không còn đau khổ nữa. Cái kiểu của Đức Phật, nếu như mà ngài trả lời thì, đương nhiên là mình cái cửa nào mà mình lại dám nghĩ đến cái trí tuệ của Đức Phật, nhưng mà trong những cái trường hợp tương tự thì Đức Phật sẽ đại loại là ngài chúng ta có khả, nên có khả năng nghĩ thoáng, buông bỏ và dốc cái lòng um, sử dụng cái điều kiện này đó để uh, mình tu tập. Uhm. Uh, cho nên rất là khó để mà uh, nó, nó giống như ở đời đó, ở đời mà cho mấy cái chén cái súp gà đó, rồi uh, hoặc là đề nghị những cái mối làm ăn thì một vị tu sĩ không có làm cái chuyện đó. thứ nhất ấy, là chúng ta nghĩ về một vài cái nguyên nhân à, do đâu mà mình làm mình gặp những cái chuyện này thì khi mình hiểu được cái nguyên nhân ấy, một phần thì mình cũng à, thư thả hơn à, cái đầu của mình ấy, nó cũng sẽ nhẹ hơn đó là gì mình nghĩ đây có thể là do cái nghiệp quá khứ đương nhiên không phải cái gì cũng đổ thừa cho nghiệp ha nhưng mà một trong số những nguyên nhân à, thì nó có thể là do cái nghiệp quá khứ à, ví dụ như À, mình, à, mình không có giữ cái à, giới không có trộm cắp và tự hỏi mình ấy trong đời này đó mình có giữ được cái giới này hay không tức là không lấy của không cho á, rồi không kiếm sống bằng những cái phương cách à, làm ảnh hưởng À, đến chúng sanh khác đấy rồi à, mình không có tham lam cái mà không phải của mình có hay không ừ ở đời quá khứ thì mình khó biết lắm nhưng mà mình xét ở đời này mình à, có hay không à, nếu như mà mình có thì không có oan không có oan chút nào hết à, tại vì cái nghiệp nó chỗ mà giả sử như khi mà sư bị tổn hao tài sản bị mất mát tài sản thì sư sẽ nghĩ là mình đã từng làm cái nghiệp trộm cắp nào hay không có có lần có một, hồi hồi trẻ hồi kể, khi mà đi làm ở khách sạn làm ở khách sạn thì sư nhớ có một lần khi khi mà lãnh lương lãnh lương chạy xe rớt mất hết tiền lương, mất hết tiền lương. thì cái phản ứng của sư ấy, khi mà phát hiện là mình bị mất tiền, mình nhớ coi mình đã từng tham cái tiền của người khác hay không? mới nghĩ lại là có. à trong cái tháng này mình từng à, tham à, là mình gợi ý, gợi ý, gợi ý cho, gợi ý cho khách à, là À, bo cho mình, nhét cho mình là mình như hình như là một trăm ngàn vậy, nhưng một trăm ngàn à, thì chính bởi vì cái nghiệp đó, à, cho nên bây giờ là mình trả cái quả là mình mất tiền thì chuyện nó không có oan, không hề oan, là tự nhiên khi nghĩ như vậy á, là cái cái đầu mình nó nhẹ, ha cái đầu mình nó nhẹ, không có còn tiếc nữa, không có tiếc của, tại vì cái nghiệp mình trả là cái chuyện đương nhiên mà, thì mất cái gì mà mình tiếc của? và cho tới bây giờ sư vẫn giữ cái thói quen đó. tức là khi mình gặp cái vấn đề gì mình nghĩ coi trong cái đời này hoặc là gần nhất mình có làm cái nghiệp ác gì cho cái quả tương tự hay không ừ. rồi tiếp một cái vấn đề nữa mà quý vị nên suy xét như thế này đức phật thường nói anicca quá ta ra các hạnh là vô thường nghĩa là sao cái gì mà do duyên do điều kiện mà có thì nó đều đi đến cái sự biến hoại cái tài sản của mình ấy là cái mà mình không có giữ được Hả? trước sau gì nó cũng phải mất thôi à, nếu như nó không mất à, do thiên tai thì nó cũng mất à, do hỏa hoạn hoặc là nó mất à, do bệnh tật à, cần phải chữa bệnh hoặc là nó cũng mất do con cái nó phá sản nói chung uh, kiểu gì thì tiền tài sản mình cũng không có giữ được đâu sớm muộn gì nó cũng mất ha uh, mà nếu như mà mình uh, uh, không mất vì những lý do đó đó thì kiểu gì mình chết rồi cũng phải bỏ lại thôi nếu mình chết thì mình cũng phải bỏ lại thôi thì bây giờ chẳng qua là mình bỏ hơi sớm khi chết thì mình bỏ mình không xài được còn bây giờ mình cần xài mình không có xài thì nó nó chỉ đến sớm hơn một tí thôi thành ra đó, phải nghĩ là toàn bộ những cái tài sản mình có tất cả những thứ này nó đều mang cái tính chất là tạm bợ và nó sẽ mất bất kỳ lúc nào khi mà mình thường xuyên mình suy xét như vậy mình hiểu cái tính chất của nó như vậy thì mình không có cái lý do gì mà mình tiếc nuối Ờ, có những vị Vị đó nói cái này sẽ tin Mặc dù là vị đó chắc chắn là không có chứng đạo chứng quả gì hết Nhưng mà do suy nghĩ về Pháp ấy, à, Đó là gì à, Lỡ mà cái cốc của vị đó mà trái Mà vị đó còn chạy ra được Còn chạy ra được Thì đồ đạc gì ở trong cốc mà nó có trái Rùa trái sạch Thì vị đó cũng không có tiếc thậm chí có khi vì nó còn cười để mừng được vỗ tay mừng tại sao tại vì đồ mình còn mình còn giữ là mình còn tham ái kêu bỏ thì nó khó bỏ lắm kêu bỏ trước khó bỏ nhưng mà nếu mà vì một cái lý do nào đó mà nó làm cho mình mất sạch ví dụ như một cái đắp cháy thì trái lại vì này mừng bởi vì nhờ như vậy đó vì này có được cái cơ hội mà rủ sạch rủ bỏ mà nói vậy thì không lẽ là mình mua cái can xăng mình đốt cốc thì nó kỳ. Nhưng mà đại loại là nó như vậy. Tức là sao? Cái người mà có suy nghĩ về Pháp. Thì mặc dù có đôi khi thì cũng còn dễ vui. Cũng còn dễ vui. À, cũng còn ham cái này thích cái kia. Nhưng mà lúc nào vì đó cũng chờ cái cơ hội đó. Có thể được là buông. Buông được là mừng còn khi mà mình còn ham thích thì mình sợ mất chính vì mình sợ mất cho nên mình mới khổ tới khi nó mất nó mới khổ ừ? cứ nghĩ đi nó không phải của mình để vì nếu như nó của mình là mình quyết định nó đừng có mất nhưng mà nó không phải của mình cho nên nó muốn mất lúc nào nó mất giữ cái tâm thế đó đó thì mình đỡ khổ nhiều lắm ừ. thành ra đó, ngay cả quý vị là cư sĩ sư nói là nên học buông đi tập buông có đôi khi cái đầu mình nó nhức quá cái đầu mình nó nặng quá mình nghĩ nhiều quá mình nghĩ nhiều quá gánh nặng nhiều quá suy tư nhiều quá lo âu nhiều quá Quý vị làm dùm sư một chuyện thôi Làm dùm sư một chuyện Nhắm mắt lại Hiện cái chữ buông ở trong đầu Trong đầu một chữ buông thôi Niệm liên tục Buông 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 Và quý vị phải thật sự Thật sự mình buông hết Buông hết toàn bộ những cái lo toan Buông hết toàn bộ những cái dính mắt Buông hết toàn bộ tài sản buông hết toàn bộ những mối quan hệ, buông hết toàn bộ những tình cảm, buông hết toàn bộ ngay cả cái cơ thể này quý vị cũng buông luôn. Buông luôn. Buông như thể là một cái hơi thở tiếp theo là mình sẽ chấm dứt cuộc sống này. Một cái người mà sắp chết thì họ không có còn cái gì để họ níu kéo bởi vì dù cho có níu kéo thì cũng có được đâu. Sự cần là cần cái tâm thế đó cái tâm thế buông tất cả chứ không phải là sư kêu quý vị đi chết nha nha nghe mà nghe lộn kêu nói ông sư hạnh tuệ là suối suối đi chết là là, là tầm bậy ừ. sư cần quý vị có cái tâm thế ừ. à, rồi quý vị nhớ một chuyện mà tại sao mà sư kêu là mình chỉ cần có cái tâm thế đó thôi chứ sư không kêu cái gì đi chết tại sao tại sao bởi vì đó mình còn thời gian là còn đáng quý mình còn sức khỏe mình còn tánh mạng mình còn được làm người thì nó là điều đáng quý tại sao sư nói như vậy bởi vì khi mà mình bỏ đi cái tấm thân này rồi đó không có gì chắc chắn là mình sẽ lại được làm người đâu à. cái khả năng rất là lớn là mình bỏ tấm thân này rồi là mình đi xuống hầm đi xuống làm dung làm dế đi xuống địa ngục ngạo quỷ súc sanh cái khả năng đó rất là lớn à. quý vị nắm một cái hạt gạo đó bây giờ quý vị nắm một cái hạt gạo đó quý vị ném vô trong tường á à, mà cái khả năng cái hạt gạo đó, đó mà nó dính lên trên tường ấy. cái khả năng đó nó còn lớn hơn cái khả năng là quý vị bây giờ quý vị đi chết quý vị lại được làm người nói cho biết sợ không phải sư hù đâu sự thật là như vậy đức phật đã nói như vậy đấy ừ. cái chúng sanh ấy, mà nắm nắm một cái đức phật nói trong kinh như thế nào dùng một cái nắm đậu đức phật dùng một cái nắm đậu ném vào trong tường Một cái khả năng, mà cái hạt gạo nó còn nhỏ, đậu nó bự hơn. Ném vào trong tường á, mà cái khả năng mà cái hạt đậu mà nó dính lại trên tường á, câu vậy chứ nó còn dễ hơn cái khả năng một chúng sanh chết rồi lại được làm người. Thành ra, còn được làm thân người là đáng quý. Dù cho quý vị có khổ như thế nào đi chăng nữa, còn được thân người là đáng quý. Tại sao? Còn mang thân người, còn có thời gian, còn có sức khỏe, còn có tánh mạng, là quý vị còn có cơ hội làm phước còn có cơ hội tạo phước nhờ quý vị tạo phước đó, đó khi thân hoại mạng chung quý vị sẽ nương nhờ vào đó có cơ hội quý vị đi lên còn bây giờ quý vị chết rồi là đảm bảo là mình mất cơ hội làm phước đi xuống dưới như xin nói đi xuống dưới là chỉ có hưởng cái quả đắng thôi ừ. rồi nếu như mà mình sanh làm cái loài thú cho quý vị một tin buồn nữa Loài thú muốn làm phước rất là khó mà khi sanh làm loài thú loài dung loài dế làm con dơi làm con chim mà làm con khỉ làm con này con kia mình sẽ sống theo cái cách sống của con dơi con dung con dế con chim con khỉ rồi mình sinh hoạt mình có những cái hành động những cái tạo nghiệp tương ứng với cái loài đó rồi mình lại tiếp tục mình tái sanh làm chính cái loài đó tiếp ngài xá lợi phất ngài khi mà ngài thấy một cái cái đàn dơi ở trong cái hang động ngài có một cái suy nghĩ nó phát sinh đó là gì những cái con dơi này nó đã làm dơi được bao lâu rồi và bằng cái thiên nhãn của ngài bằng cái tuệ nhãn của ngài ngài nhìn thấy là những con dơi này đã 500 kiếp rồi nó vẫn cứ làm con dơi do đâu Do một khi nó đã tái sanh làm con dơi rồi thì nó lại tiếp tục tạo những cái nghiệp tương ứng của con dơi để rồi nó tiếp tục tái sanh làm dơi. Rồi Ngài lại nghĩ là những cái con dơi này nó sẽ tiếp tục làm dơi trong bao lâu nữa. Thì Ngài quán xét Ngài thấy là trong 500 kiếp tới kế tiếp, chưa hết nha, chưa hết. Nhưng mà khi Ngài quán tới con số 500 thì Ngài thấy nó vẫn tiếp tục nó làm con dơi. Ừ, khi mà ngài định ngài quán tiếp nữa thì đức thế tôn xuất hiện và nói là cái chuyện này là thuộc phạm vi của chư vị chánh đẳng chánh giác tức là sao vị thánh dù là một vị thánh đệ nhất thinh văn mà không phải chánh đẳng chánh giác thì cũng không thể nhìn thấy hết được cái dòng sanh tử mà làm con dơi của mấy con của mấy con dơi này cho nên Ninh sư mới nói là còn được làm người là đáng quý ghê bởi vì còn được làm người là mình còn cơ hội làm phước Còn cơ hội cải thiện cái kết quả Chứ còn lỡ mà một khi mình đã chết rồi là thua Đừng có trông đợi Đừng có trông đợi tới hồi mình chết rồi là kêu chưa Tăng là tụng kinh cầu siêu Đừng có đợi mấy cái đó Nương mình dựa vào mình thì vẫn tốt hơn dựa vào người khác Đó là lý do Sư kêu quý vị Từng có cái trạng thái buông bỏ Của cái người sắp chết Nhưng mà còn mạng sống Thì cứ sống Tại vì còn mạng sống Thì cái gì cũng còn ở trên Còn thời gian Còn sức khỏe Còn được làm người Thì mình còn cơ hội mình tạo phước Rồi khi mà quý vị đã trong cái tình huống như vậy, đó tại sao mình không nghĩ là mình rơi vào cái trường hợp này là do mình thiếu phước, à, thiếu phước, thì nên tận dụng cái khoảng thời gian này để tu tập, ừ, tu tập, rồi mình tạo những cái phước, ví dụ như cái phước phục vụ. À, ngày hôm nay khi mà sư đi tiêm vaccine, sư thấy những những bạn mà À, tình nguyện rất là khổ mặc cái bộ đồ rất là nóng nực Đấy. rồi mình thì mình chỉ tới rồi mình làm xong việc mình về còn những vị này cứ phải liên tục như vậy rất là vất vả rất là vất vả rồi phải để mình trong cái hoàn cảnh mà nguy hiểm Đấy. À, nhưng mà vẫn cố gắng rồi có những người họ ráng họ bố thí giúp đỡ những cái người nghèo à, đang cần À, những cái uh, miếng cơm manh áo thì tại sao mình không nếu như mà quý vị còn có thời gian ấy, tại sao mình không nghĩ là mình tạo những cái công đức mình tạo phước à, mình có của mình góp của mình có sức mình góp sức à, vì biết là những cái mũi tiêm vaccine này đâu phải tự nhiên mà có à, cũng là do người dân những con người chỉ mang một hai chữ đồng bào thôi chứ còn phải nói có khi họ đâu có biết tên mình đâu, Đấy. mà họ sẵn sàng họ bỏ tiền để họ quyên vào cái quỹ đó để chi để mình có những cái mũi tiêm miễn phí để mình có thể mua được vaccine về mình tiêm đó phải chuyện đơn giản cho nên khi mà mình muốn làm phước nó có nhiều cách đó. có của gấp của có công gấp công hoặc là mình không làm mấy chuyện đó thì dành thời gian để tu tập thực hành tứ niệm xứ, cả tâm từ, tùy niệm phật, thiếu cha gì cách để làm. cho nên thay vì mình tốn những cái thời gian để mình lo uh, những cái chuyện mà chắc chắn là mình không tránh được, tại sao mình không tìm những cách để mình cải thiện cái vấn đề? Uh, thì đây là cái lời khuyên của sư, lời khuyên của sư. nhờ những cái suy nghĩ như vậy có thể nó sẽ giúp quý vị bình tâm lại và nó thay đổi cái vấn đề của mình.